Alo anh à? Mày gọi người đúng không? Không. Vâng anh à. Vâng, em đang trong tiệm vàng đây anh ơi. Anh yên tâm đi, em dân chuyên nghiệp mà, làm là thành công ngay. Ô, thế quái nào mình lại đến đầu tiên à? Hello, có ai không ạ? À? Anh ơi, chị ơi. Dạ, có em anh ạ. Em chào anh ạ. Ờ, xin chào. Ờ, thế cậu là? Dạ, em là nhân viên tiệm vàng ạ. Nhân viên tiệm vàng á? Dạ vâng ạ. Nhân viên tiệm vàng quy định là nữ cơ mà nhỉ? À không, ở đây quy định là nam ạ. Nam á? Dạ. Nam thì đến cái khúc mà nó cao trào, nó thắt nút cái khúc đấy nó xử lý thế nào nhỉ? Cái khúc nào anh? Cái khúc mà... Wow, wow, wow! Hay là đạo diễn chơi chiêu nhỉ? Gây sốc nhỉ? Đúng, đúng, đúng! Này, dạ. Anh bạn! À, dù sao thì chúng ta cũng cần phải tập luyện. Vâng ạ. Thật, hiểu không? À, thế là anh là... Cậu là nhân viên tiệm vàng. Mình là cướp đấy. À, anh cũng là cướp ạ? À? Ừ. À rồi, vui quá. Hết anh, hết anh. Dạ vâng. Ôi, xin chào anh bạn. Giời ơi, cướp hả? Ra mình vào. Ôi giời, cướp. Tớ cướp này. Ra nhờ tí. Thôi mày biến ra kia. Lại giống nghề. Sao đấy? Tôi đồng ý. Ừ. Lỡ rồi. Ừ. Tôi chia đôi với ông được. Nhưng mà ông xử lý cho tôi thằng điên kia ngày. Nó không giống tưởng tượng của tôi một tí nào. Bình tĩnh rồi anh em. Cái nghề mình ấy, đôi khi nó gặp những cái quả nó khục khoạp, nó khùng khoằm, thấy không? Nhưng mà tâm lý nó phải chắc, hiểu không? Để tôi lo. Người anh em. Dạ. Mới vào nghề hả? Dạ vâng ạ. Nhân tiện của anh ở đây nhá, em mách luôn. Ờ. Cái ông kia rất là quá đáng. Cậy vào nghề trước em, có thâm niên. Em nhờ chỉ cho vài đường cơ bản. Tinh vi giấu nghề không thèm nói ấy. Có tôi ở đây. Tôi là một người có nghề. Dạ. Ngày hôm nay anh em mình phải làm như thật. Cậu và tôi là cướp. Đúng. Lao vào trong tiệm vàng. Thấy tiệm vàng không có ai, lập tức vào uy hiếp nhân viên tiệm vàng. Được. Nhưng khi nghe tôi ra khẩu lệnh, đệ tử lao vào cướp, lập tức lao vào luôn nha. Được. Làm như thật. Ok chưa? Dạ ok ạ. Bắt đầu. Đệ tử có lao vào cướp. Giơ tay lên. Mày nên nhớ vàng là của chủ, của tinh mạng là của mày. Mở cái tủ này ra và đưa vàng đấy không tao bắn. Diễn thật đấy, được đấy, được đấy, làm được đấy. Này, sợ đi. Sợ lắm, sợ lắm. Ôi dồi ôi. Cậu vừa làm cái gì đấy? À? Em sợ. Sợ đấy à? Vâng. Sợ nó phải là body, là hình thể, là cơ mặt, hiểu chưa? Nó phải kiểu sợ lắm. Ôi sợ lắm. Làm xem, làm lại xem nào. Sợ lắm. Sợ lắm. Trông như điên luôn. Giờ này nhá. Từ xưa đến giờ đấy, cậu sợ nhất cái gì? Dạ xưa này nhá, em sợ nhất là con rán. Con rán đấy à? Dạ vâng. Thôi được rồi, chờ tôi tí, chờ tôi tí nhá. Chờ tôi tí nhá. Lượn. Này cậu bảo cậu sợ nhất con gì nhỉ? Em sợ nhất là con rắn. Đây này, nó phải như thế này này. Đấy, sợ chưa? Đâu, anh có chuyên môn, có nghiệp vụ hiểu không? Công nhận. Đúng là ông khủng khiếp thật đấy. Tôi tưởng là đi cướp bằng cái này. Lần đầu tiên tôi mới thấy có người đi cướp bằng cái này. À, miễn sao nó sợ được rồi. Nhớ cảm giác sợ chưa? Nhớ chưa? Bây giờ làm như thật này, làm một lần như thật này. Đệ tử có lao vào cướp. Giờ tay lên. Mày nên nhớ vàng là của chủ, còn tinh mạng là của mày. Mở cái tủ này ra không tao bắn. Anh em ơi, anh cướp đi. Ôi ôi, cứu em. Ôi. Đúng rồi ông ơi, nó đúng cái tưởng tượng của tôi từ ở nhà rồi. Cướp. Cướp cái gì mà cướp? Ra đây. Còn đoạn nữa mà. Quy định thế rồi. Đoạn nữa mới vào cướp. Cướp làm gì có quy định gì? Đùa chứ. Ngắn thế không nhớ nữa. Mới vào nghề đúng không? Vụ đầu. Trời, tôi biết ngay mà. Mệt thật đấy. Thôi anh bạn này, tôi bảo này. Tôi này, vào nghề được 3 năm rồi, hiểu không? Nhưng mà vẫn chưa có cái gì.
anh em mình phải có đam mê, hiểu chưa? Cái nghề của anh em mình sướng nhất ấy là mọi người nhận ra mặt. À, thật mà, lúc ấy tha hồn hốt bạc ấy. Biết là. Ô, thế cậu không thế à? Chắc là ông ở một đẳng cấp nào rồi chứ. Tôi chỉ mong là làm xong một vụ này xong rồi tôi chuồn thôi ấy. Không có hoài bão, không có khát vọng, không có đam mê. Như cậu thì làm sao mà thành công được. Người anh em, ông bà ta có câu rồi. Chỉ có ta phụ nghề, chứ nghề không bao giờ phụ ta nhá. Đã xác định đi trên con đường này, anh em mình phải đi đến cùng. Người anh em, nhìn vào đôi mắt cháy nghề của tôi đi. Vượt mọi gian khổ khó khăn, một ngày nào đấy, anh em ta sẽ thành công. Trời ơi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe những lời này về cái nghề này. Trời ơi, những điều anh nói với tôi cho tôi thấy rằng nghề này thật là cao quý. Xin hãy nhận một lấy này để anh là sư phụ của tôi cho đến muộn năm năm. Sư phụ, trời ơi, thật là cao siêu. Sư phụ nhận em làm đệ tử được không ạ? Hâm lắm cơ. Anh này đã từng giúp rất nhiều người rồi. Vâng. Nhá, yên tâm đi, hiểu không? Tôi nhìn thấy cậu là yêu nghề đấy. Vâng ạ. Em đang rất cần tiền ạ. Nhưng mà cái đoạn mà mình còn thiếu là đoạn gì ạ? Cái khúc đấy à? Vâng. Cái khúc đấy ấy, thực ra nó là của tôi. Và chỉ vì cái khúc đấy mà tôi đi cướp. Thế ạ? Nhưng cái đoạn này nó khó lắm. Không ạ. Khó đến mấy em cũng sẽ làm được ạ. Quá đam mê nghề. Vậy thì tôi sẽ nhường cái đoạn khó này cho cậu. Vâng. Nhá. Để đỡ mất thời gian, chờ tôi tí. Vâng. Nhanh lên sư phụ nhá. Sợ lắm ơi. Dậy đi. Anh vứt con giàn đi rồi. Ôi. Ra đây. Dạ. Giữ nguyên cảm giác sợ này nhá. Nhớ chưa? Bây giờ này. Đỡ mất thời gian, đỡ mất sức của chúng ta. Lần này làm như thật. Vâng. Nhá. Anh em mình vẫn thế. Lao vào tiệm vàng. Không thấy ai. Lập tức uy hiếp nhân viên tiệm vàng. Trời. Nhưng nhân viên tiệm vàng không đưa vàng. Anh lập tức lao vào. Bắn nó. Không. Đánh nó. Không. Đấm nó. Không. Đá nó. Không. Làm gì nó. Giờ cho đôi bại. Em đổi bàn này ạ. Đúng. Em bị đổi bại á. Ôi thôi nhé, nếu thế thì thôi thôi. Em xin phép nếu có đoạn này thì hai anh vào cướp nhìn thấy em một phát bắn em chết luôn đi. Em không làm được cái đoạn này đâu. Rồi anh em cố lên. Không không không. Thế không cố được à? Không ạ. Thực ra là như này nhá. Mình chỉ làm tượng trưng thôi. Vâng. Đoạn này khó. Vâng. Bỏ qua. Vâng. Làm luôn đoạn sau. Đệ tử. Có. Đoạn này một đoạn vô cùng khó. Đoạn này là đoạn anh em mình lao vào khoáng vàng. Ui, em chờ giây phút này lâu lắm rồi ạ. Ơ, từ từ anh ơi, thế còn em làm gì ạ? Mày ra kia, sợ đi. À vâng, em sợ luôn. Hồi hộp quá, lần đầu tiên cầm tận tay, nhiều vàng vãi ra. Mày chậm quá, phải thật nhanh, nhìn vào anh học nhé em. Nào vàng khôi, nào vàng khay, nào vàng tây, nào là lắc tay. Sợ lắm anh à. Lấy đi anh. Lấy rồi. Đừng vội quá, kéo đứt cai dây chuyền. Cứ yên tâm, bọn anh chuyên nghiệp. Đôi em sắp lên tiền. Khoăng hết sao anh, chị chủ nói vừa khoăng vừa sâu hàng. Khoăng nhanh đưa lên, xong anh em chúng ta chia vàng. Vàng nó lên cao rồi, giờ bán đi là ta lên đời. Cướp không có tầm, bao lâu anh mới lên được tầm. Mà muốn lên được tầm, phải có tầm thì mới lên tầm. Nếu như có tầm, không bao lâu sẽ lên được tầm. Mà chứ tầm chứ tầm, chỉ khác nhau ở cái dâu huyền. Các anh cướp là không có tâm nhá. Chị tấm chủ tiệm vàng đã dặn rồi, khi mà cướp ý thì các anh phải cầm cái món đồ này giơ lên cái tầm này thì chị tấm chị mới yên tâm được. Ta tự tịt chả hiểu cái gì. Thì quảng cáo sản phẩm. À, cái này tôi hiểu rồi. Anh vào nghề trước anh hiểu. Cứ cầm như thế đi
tí nữa kiểu gì cũng được một khoản tiền nữa. Thêm tiền nhỉ? Đúng rồi, nhìn theo anh nhá. Vâng. Anh em mình lao vào cướp tiệm vàng. Sau đó giơ thỏi vàng lên. Em nói gì nhỉ? Slogan. Món đồ này độc đáo quá nhỉ. Món đồ này độc đáo quá nhỉ. Đường nét chạm trổ tinh xảo như thế này mình chưa thấy bao giờ. Đường nét chạm trổ tinh xảo thế này mình chưa thấy bao giờ. Đúng là độc nhất vô nhị. Đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ có ở tiệm vàng Thanh Nhỉ. Chỉ có ở tiệm vàng Thanh Nhỉ. Chuẩn rồi anh ạ. Lập tức bỏ vàng vào đây. Thế là có thêm tiền à? Làm đi đi tử. Vâng vâng. Thằng kia không phải nhắc, thuộc ngay rồi. Món đồ này độc đáo quá nhỉ. Đúng là mình chưa nhìn thấy bao giờ. Đường nét chạm trổ thật là tinh xảo. Đúng là độc nhất vô. Nhị. Chỉ có ở. Có ở. Tiệm vàng Thanh. Vàng Thanh. Thị. Thế mà. Coi như xong nhá. Sư phụ ơi, được mới rồi. Bây giờ em nghĩ thế này, mình chuồn đằng cửa sổ đi cho an toàn. Chuồn gì? Đâu? Còn đoạn nữa. Đoạn tiếp theo ấy là cảnh sát hình sự lao vào bắt anh em mình. Chứ không biết đâu.